Ngày 12 tháng 8, Ban tổ chức hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 và các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019 và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, việc tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 và các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ được tổ chức ở quy mô 3 cấp. Đối với cấp xã, phường, thị trấn, tổ chức hội nghị sơ kết hoàn thành trong tháng 7 năm 2019, các huyện, thành phố hoàn thành trong tháng 8 năm 2019 và cấp tỉnh hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2019. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và hình ảnh phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, giáo dục nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng nhà nước ta. Từ đó cổ vũ động viên các cấp ngành, các địa phương, các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm, yêu cầu các thành viên ban tổ chức, đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, phân công nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Việc khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua và trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 phải đảm bảo chặt chẽ, khách quan, từ đó góp phần tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đảm bảo an toàn, hiệu quả và thành công tốt đẹp.